Đấy, video trước tôi quay đến cái cây mai này. Video này tôi sẽ lại tiếp tục từ cái cây mai này. Tôi quay tôi gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn nhá. Này, đây cây hoa giấy. Giấy này là giấy giấy Mỹ. Mỹ nguyên bản hả chú? Nguyên bản hết. Không có cây ghép được cả. Nhà chơi hai cây giấy Mỹ. Mỗi cây một trường phái khác nhau. Cây này khoanh như kiểu là Bồ Tát đang ngồi thiền. Một cuộn lên. Vâng, đúng không chú? Đúng rồi. Đấy, càng lùi được cái bìu nó càng lên này. Đấy, vâng. Cái cùi càng lên. Trước nó nhỏ lùi nó cứ phình bìu lên. Cây này đã ai dạ, về đằng này quay mới lại nhìn thấy rõ hơn này. Cái không gian nó quay hơi chật tí. Vâng. Đây, long lùn lên này. Khiếp chân móng này, đấy, đang tạo dựng lên. Còn dùng xong thì đang định vị hết rồi. Ngô nhịp đã cắt nữa là ok. Chặt. Hoàn hàng lùn lực thôi, ông Tùng ơi là ông Tùng ơi. Chặt quá. Đứng sau bốc chơi chơi giờ. Vâng. Anh Huyền nó cuộn cuộn. Đây, một cặp si trắng à chú? Ừ. Hai con khác nhau. À, đều bay, đều dáng bay. Mặt chính như này. Vâng. Nhìn xem quá sướng nhỉ, quý vị nhỉ. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ đây về lô về bắt đầu từ cây si này. Si vũ hồng này cho quý vị. Cây này là lần đi triển lãm Ninh Bình là chú mang xuống đây nhờ chú Tùng nhờ. Đúng rồi đấy. Cũng bảy triển lãm cũng nhiều được rất nhiều anh em quan tâm lắm mà. Nhưng mà nó chưa tới được. Đúng rồi, tại vì là thực ra là bản thân chú cũng đi giao lưu với người ta cái chứ cây nó đẹp, cây nó đẹp này. cái giá trị nó cao rồi. Và anh em giả thấp hơn cả chú ấy đi gọi là lấy của người ta thì nó hơi khó. Đúng rồi. Mà bây giờ bảo chú ấy nhượng cũng rất nể đấy chứ nhưng mà quay nó có cái bình cổ ngày xưa, cái chậu cổ chứ nó ôm từ bao giờ này, góc này. Đấy. À. Đấy. Đấy. À, vâng. Đấy, nó ôm từ bao giờ ấy. Đấy còn ngoài nó bóp nó vỡ cả thành chậu rồi. Vâng, cứ là cái chậu cũ đó, trồng trên cái chậu không rồi xong bắt đầu nó lại nở ra. Nó nở ra nó chùm vào nó bó cái chậu vào. Vâng. Không biết từ bao giờ này chùm này mà. Đấy. Vâng. Ở trước thì của nó tay lung tung lắm, để về thịt lại làm hết. Vâng. Để lùi mày thấy cái cách lùi chú không? Đấy hôm nọ nhiều người bảo sao chú lùi là tay nó không phóng dài, nó cứ rụt ra này. Nó phải do mình hết. Đấy thấy không? Mở cái cứ phóng lên, mạnh thấy chưa? Chú lùi nó cứ thụt cây rồi. Cứ mập rồi. Nhưng nói chuyện được. Đấy, dáng toàn đi. Toàn u cục hết. Mà đều cây già chú Tùng ạ? Toàn cây già thôi. Chú cũng nuôi kiểu cây non. À, chú đi lọc chọn nó cũng tinh thật đấy. Đấy. À, cái vườn này của chú rất phù hợp với cả mấy tay ở Ninh Hiệp, chú Tùng ạ. Đúng rồi. Đấy. Rất phù hợp với cả mấy tay ở Ninh Hiệp, hình như là mấy ông ý đấy. Không biết cái gì hay là chưa biết. Ừ. Nếu cái cây này là phù hợp đúng theo cái lối của Ninh Hiệp là đấy, mấy tay gọi đấy. Là dân chơi ở Ninh Hiệp đấy. Là form này là rất là phù hợp, rất sướng đấy. Đấy hôm nào mà đấy trân trọng mời mấy anh em ở Ninh Hiệp lên chơi. Vâng. Thế này mấy chú thì tham quan chiêm ngưỡng. Ok cái chú. Cây này đúng ở Ninh Hiệp chơi. Hôm nào cháu đấy. Ấy, hôm nào qua nhà ông Hùng. Đấy. Đấy, hôm nào qua nhà tay Hùng. Đấy bảo lên nhà chú ấy, lên nhà chú Tùng đấy, Kính ở Bắc Ninh. Hùng là cũng tựa như này này. Đúng chính xác. Cách làm như này luôn. Đều form như này, đều mẫu form như này. Chính xác. Đấy. Giả lắm thì. Chính xác là như vậy. Đấy, Ninh Hiệp thường thường hay chơi như này. Chú vào cái vườn nhà anh Hùng đấy chưa? Hành trước cũng chưa qua đấy nhỉ? Chưa qua đấy. Bây giờ già rồi nên mà ông ấy ít đi. Dám đi. Vâng, chắc chỉ xem qua video thôi đúng không? Đúng rồi, xem qua video thôi. Vâng. Chứ còn thì mà nếu mà mình mà được nói chuyện làm gì nữa. Vâng. Bây giờ cứ mở rộng lên. Cái này cây này chú mới bấm hôm qua. Ừ, cách đây được mấy hôm rồi. Vâng. Mỗi làm toàn buổi tối thôi, ngày bận mà. Vâng. Tối lên làm nó thư giãn bật đèn như này. Cái này trông nó mà không đi chơi được không? Ừ. Đi làm sao được. Vườn ở trong này mà 10 ngọn góc mà.
Vâng. Mười ngọn to áp đấy chứ. Thế tối thì khác gì ban ngày đâu. Không khác thì như phần sân vận động luôn. Vâng. Thì mình mới làm được. Đấy. Thế là tối khác cây này đúng chuẩn. Lối thế nhỉ? Bonsai quốc tế đấy. Đấy. Chỗ cánh Hùng biết là hay chơi. Đấy, bọn anh Hùng, anh Lượng ấy mấy anh em đó. Nhìn. Quá chất chú Tùng ạ. Giả cách kinh khủng. Nằm điền đấy chứ chú. Ừ. Sáng cây thế nhỉ. Công nhận rất nhiều người ngạc nhiên bởi sao cây nó cứ trắng nõn này, do chắc, nước tưới thôi. Chắc là chú đánh phấn cho nó. Nước đánh mất tem ngay đúng không? Vâng. Không thật, đấy. Cây sáng thật sự luôn ạ. Đấy, vô cục kinh. Nhìn cây này si mà nhìn nếu mà cắt trụi đi có khi đầy ông nhầm năm đi à, nhầm xanh. Đi chứ. Thế mà cắt trụi đi mà không mọc mà lá lên có khi đầy ông thì tưởng xanh. Đúng không chú? Thôi hết rồi, ừ, công nhận nhiều người nếu mà cắt trụ đi không chưa mọc lá. Chưa mọc lá thì có khi là tưởng là xanh ấy chứ. Cục tại vì cái da nó sáng. Nó sủi, đúng không? Da nó dư ra xanh, nó trắng. Vâng. Nó cục nó biếu rồi lên rồi. Đấy. Bởi vì là nó đến cái độ nó già rồi chú ạ. Nó đến độ già rồi thì cây nó tự phát ra thôi mà. Tự phát đây, cái này cục vâng. Thì ai làm được. Đây đúng là nó sủi này. Trong này có cục nào gọi là quan điểm nhất không ạ? À không, cây nào đẹp hết. Cây nào cũng như cây nào. Mỗi cây đẹp, một kiểu khác nhau. Đúng rồi. Đây là hàng ôm sỉ ngày xưa đấy chú nhỉ? Cái ngày xưa có cái cụ đây. Vâng. Đấy, phải quay hết cho anh em ngắm, anh em ưng cái nào. Ừ, anh nhưng mà ví dụ như là xem video này cháu quay này mà có ông nào thích thì người ta gọi điện cho chú Tùng thì có rồi không? Alo, thì gửi ảnh Zalo. Vâng, ý là người ta ở xa quá thì có ship cho người ta được không chú? Không ship, bây giờ đơn giản mà. Vâng. Thì chiếc xe là xong mà. À thì đấy để hỏi ví dụ có những ông ở trong tận Đà Nẵng chẳng hạn này. Cũng được hết, không vấn đề gì cả. Vâng. Đấy bây giờ chứ bây giờ bảo người ta đi ra ngoài này thì người ta bảo là tiền đi của người ta thì gần bằng cái cây. Nó có điều kiện nên xem thực tế thì là hay nhất. À vâng. Đấy, tránh trường hợp thì sau này mua rồi bảo thì tôi nhầm thứ nhất thì nó khó. À, không nhưng bán mà cây, bán cây. Thực ra thì bây giờ đúng rồi, bây giờ mua bán người ta bán xem kỹ lắm. Bây giờ nhú nhăng là không được. Chính xác. Nó mang tiếng làng chơi cây đấy, đúng không? Mà mất uy luôn đấy. Mua dành 3 vạn bán dành không kém nào ấy. Đúng. Chả được kém nào, mất thu nào. Mất uy luôn đấy bây giờ. Bây giờ mua bán cái gì là cũng sợ lắm đấy. Đấy cái lối này như là của Hùng ấy. Hùng ấy chơi cái kiểu như này. Ui đấy, anh ấy có cái cây si nhỏ nhỏ đấy chú. Ừ. Si nhỏ nhỏ đấy mà cái lần cháu vào đấy hình như bảo vợ chồng nhà chú Hùng siếc xuống giả cây 7 lít đấy. Không phải bảo nhỏ như Hùng kia to hơn Hùng ít à. Nhưng mà anh ấy bảo cây ấy phải tỉ mốt. Hút ít luôn đi, làm tan cất giật chứ. Lô si này chú bắt đều thế. Nhưng toàn chuyển đấy nhỉ. À đều. Cây kia mới xuống. À cây đấy thì nó. Có cái cục là sau không nhỉ? Nó bỏ cây này nhìn sướng này vậy à, vâng. Bóng cũng đẹp cái này. Cây bóng đẹp. Cây đấy mới gọi là chuẩn. Nhìn hạ đi xuống cái nhìn khác hẳn. Ông cây đấy trông như một cái máy khâu ấy. Vâng. Dáng lạ đúng không? Chuẩn chỉ hết rồi. Anh có chơi không anh? À? Anh có chơi không? Làm gì có điều kiện. Làm vài cây chơi cần gì về điều kiện. Chơi cái này là vấn đề là thích hay không thôi chứ còn. Không. Không. Thích. Thích thì anh bảo ai chả thích nhưng quan trọng phải có điều kiện. Không, thích thích nó khác, thích thì sẽ chơi được hết. Nhưng mà không thích thì không, anh bảo. Phải chăm thích như vậy mình lấy về phải chăm chút các thứ. Chú Tùng ơi, cái cây sứ này lần trước cháu không thấy nhở? Có lâu cây sinh thái đấy. Vâng. Dáng nó khác người đúng không? Đấy, khác. Chơi không cần phải chơi to. Rất là đẹp, rất hồn nhiên luôn. Rồi tới là ra bùng hòa với kinh. Cái này có nhiều tiền lắm không chú Tùng? Không, nó rẻ nhưng mà. Thế à? Cái sứ này thì nó rẻ. Không, sứ Thái này của nó là mấy dòng thôi. Hoa cánh ghép to lắm. Hoa chùm mà. Mà. Đây, chú vẫn còn mấy cây si trắng này, đẹp này. Da báo người đầy da, nó kiểu da giống kiểu con báo đấy gì. Đấy, con kia nó già hơn, vâng. Nó hóa đi rồi.
nó thành trắng tinh luôn. Vâng. Đã nói chơi này là ai nói chung là ai cũng thích cả, nhưng quan trọng là nó phải kèm theo cả tiền nữa. Ta thích là phải kèm theo tiền cơ. Thì tất nhiên, gọi là thú chơi mà lại thú chơi thì đương nhiên. Ta có tiền rồi là phải nhích ngay, chứ không phải là ấy, không đã thích rồi nhưng mà lại tiền không có thì không làm gì được. Không làm gì được. Tức là các cụ nói gọi là lực bất tòng tâm đúng không? Đấy, chú Tùng ấy, cái cây này của nó bện kiểu gì ấy nhỉ chú Tùng ạ? Đấy, cổ quái không? Nhờ, cháu thấy lạ lạ cái cây này. Lạ đấy. Nó bện kiểu gì không biết. Nhìn đấy là lạ cây đúng không? Lạ thế, cháu phải là lạ. Em có tiền thì em phải bê cái cây kia đầu tiên. Cái góc kia. Đấy, dụ bạn nhìn đây là cây cốc nó khác này. Chúng chọn cái cốc khác này. Đấy, độc lạ luôn. Đấy. Đúng không? Đấy, trực huyền đấy. Cốc khác lạ luôn. Ra quả chưa chú Tùng ơi? Chưa, cái này muốn ra, nếu muốn ra nhiều quả ghép chưa chú? Chưa phải ghép đi chứ. Chứ vừa bật quá ra làm đâu. Ghép cốc thái. Xong rồi lại ghép thái vào. Đây là vẫn là ấy, vẫn là cốc ấy, là cốc nguyên bản của nguyên nó. Nguyên bản nó chưa thấy ghép cái gì cả. Bắt buộc phải có quả phải ghép cốc thái. Đúng rồi, phải ghép vào. Nhưng mà chưa ghép, ở đây mình kiếm cái cốc thái. À, ông duyên nhiều lắm. Thì là ghép vào. Không thì về nông nghiệp 1 chú ạ. Bọn nó bán đầy, bán cây con nó về ghép vào. Đúng rồi. Cây con của chưa có thể ra nó vâng. Này không à? Cây con bé tí quả sai chúc mà. Đây là thầy sứ ta à, chú? Sứ ta. Vâng. Trong này là lô ấy đấy, lô xanh đúng không chú? Xanh là si đấy có ruối. Vâng. Mỗi cây chơi một tí. À đây chú có cây ruối đây. Ruối này. Đấy. Ruối ôm đá đây. Chủ yếu là xanh si nhiều. Vâng. Đây đủ các loại cây mà. Tầm thăng có, rồi là sam hương có, tam trái có. Đây. Đây là si mini hả chú? Mini đấy. Ngày xưa thì hay chơi dạng mini đấy. Bây giờ như là bỏ hết rồi. Nhỏ. Chơi các cái tầm thấp nhất là 2 người bê hết. Căn bản nó nhỏ quá. Nhỏ quá. Nhỏ chứ quá. Chứ không có vườn thì mình chỉ chơi cái này thôi. Này ruối còn rất lâu mà chơi. Có không gian chơi chứ. Đây là xanh hay si hả chú? Si đúng không? Si đấy, si đấy. Thì đấy, bảo cắt trụi như thế này là khó phân biệt phết đấy chú ạ. Si đấy. À. Và cắt thu lại hết. À. Nó dù gì hết. Đây, nhỏ mà nhìn hay phết đây. Đúng không chú? Nhờ. Đây, cái cây nhỏ nhỏ này mà anh em nào mà ưng thì giao lưu. Như cây này mà chú giao lưu cho anh em thì bao nhiêu tiền hả chú? Vài triệu ấy mà. Nhỏ nhỏ này thì... Nhưng mà già lắm đấy. Vâng. Già lắm. Đủ các tầm cỡ đi mà, nhỏ có to có. Hàng, à cây cây ngai vàng này nhìn sướng này. Nhìn đã này. Đây là khế hả chú? Khế. Mới cắt đấy. Vâng. Khế này là khế chua hay khế miền Nam đấy chú? Khế chua, đây là khế chua. Khế thì đa số khế miền Nam nhiều. À. Đây là kim quýt hả chú? Quýt. Cái đấy mà đến mùa nó ra quả đẹp lắm. Vâng. Kim quýt dòng này gỗ cứng. Cứng lắm. Cứng dã man. Đấy, cần thăng này, anh em ngắm này. Cần thăng này, ù cục chưa? Đấy. Đấy, nhìn thấy chất lắm, nó hơn nhau ở cái độ quái. Đấy. Gấu như là thế đấy. Đây, chú có hai cây cần thăng chỗ này đây. Sam hương. Sam hương của chú sao lá to đấy à chú Tùng ơi? Đang nuôi lắm mà. À. Nuôi để nuôi tay, nuôi xong nó to bắt đầu mình. Vâng, cây này bay đẹp thế chú Tùng ạ. Đấy, cây sam hương. Căng mà, ví dụ cây kia là nó xong rồi thì nó khô cái lá bé tí luôn. Vâng. Chú làm gì đấy? Ví dụ mà nhìn nó bất hợp lý là phải làm ngay. À, ngửa mắt. Ví dụ này. Này phải bấm ngay. Đấy, không phải nhiều lúc đang làm khi không nhận ra đâu, sau những lúc khác nhìn thấy là được. Vâng. Đi này mới này nhòm ngó được đến thì phạc luôn. Phạc luôn thì nó mới đẹp được, nó đúng theo ý của mình. Nhìn cái quả đồ nghề của chú đã chất rồi.
ông bán nhật hết rồi. Dân cũng là dân chơi khác với dân ông thường. Nó làm thì nó dễ làm hơn, bấm đâu đâu dứt điểm đấy. Còn tất nhiên là đồ nào vẫn làm được hết. Chú nhét cái gì vào đây đấy? Cái này là cái quả bóng ngày xưa. Thế à? Cái cụ nhét từ bao giờ đấy. Biết ôm từ bao giờ ấy. Chứ không phải chú mới nhét. Không, nhét sao được, ôm chặt thế này từ lần nào. Vâng. Mấy chục năm luôn. Xì đấy chứ chú nhỉ? Ta xì đấy, cục này. Cái này thì nó chú gọi là nó cái dáng gì hả chú Tùng? Dáng này nó gần như diểu, dáng song thụ cũng được, song dáng lạng được. Hai cục khiếp hai, nhỉ? Hai thân nhưng mà thoát lên hai thân, dưới là cốt đặc. Vâng. Thoát lên hai đầu lên. Đấy thì cháu thấy nè. Đấy bóc tách ra nó nhìn nó khác đấy. Nhìn quá rõ ràng. Ông chơi bây giờ nó làm nó này cách điệu đi. Chất. Form dáng nó đẹp mà. Đẹp nhờ chú nhỉ. Làm mốt giờ nó có thể chơi như này. Bây giờ toàn chơi kiểu như này. Chơi có thật hết. Giờ toàn chơi kiểu này. Cây này ngày xưa nó ở cái chậu là 2 mét đấy. Đấy, xin chậu. Đây á chú. Ôi, bộ bẹ nó tầm rộng là khoảng độ gần mét rưỡi đấy. Thế bây giờ thu khô là hết. Cho chậu mét thôi. Đây cũng xì đấy chứ chú nhỉ. Xì đây. Còn xì đỏ đấy. Về là chú. Đây là chậu Đồng Nai, chậu tàu đấy chú. Tàu hết. Tàu là. Đây toàn tàu hết đây. À. Đều chậu tàu. Tàu hết. Chú thiên về chậu tàu nhiều. Đây tất cả đây tàu hết đây. Tàu. À. Đây tất cả một lô này đều là chậu tàu. Đấy, cái chậu này chậu tàu hết đây này.